Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay ngày 19 tháng Giêng năm 2015, chúng tôi đang có mặt trước Tổng lãnh sự Trung Cộng tại thành phố San Francisco. Nơi đây có một cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt quốc gia Bắc California đã tổ chức một cuộc biểu tình để đánh dấu ngày kỷ niệm Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây. Xin giới thiệu tất cả những các hội đoàn tham dự cái cuộc biểu tình ngày 19 tháng 1 đòi lại Trường Sa, Hoàng Sa. Thứ nhất là cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali. Thứ hai, khu hội cựu tướng chính trị Bắc Cali. Thứ ba, trung tâm tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, hội cựu sinh viên sĩ quan võ bị quốc gia Việt Nam, hội cựu sinh viên sĩ quan Đại học Chiến tranh Chính trị Bắc Cali, hội địa phương quân và nghĩa quân Bắc Cali, hội quân cảnh Bắc Cali, hội biệt động quân Bắc Cali, hội phụ nữ quân nhân, liên đoàn cử tri Bắc Cali, hội phụ nữ Việt Nam hải ngoại Bắc Cali, hội phụ nữ thiện nguyện Việt Nam, thiện nguyện Việt Mỹ, gia đình xây dựng nông thôn Bắc Cali, ủy ban vận động hiệp định Paris năm 1973, khối 8406, Liên Lương Tâm Công Giáo Bắc Cali, các thành viên của cựu tù nhân chính trị Bình Điền, câu lạc bộ báo chí, đoàn thanh niên Đa Hiệu,
cựu sinh viên, sĩ quan, Học viện Cảnh sát Quốc gia, Lực lượng Cảnh sát Quốc gia, Hội Bến Tre Kiến Tường, Hội HO San Francisco, Hội Người Việt Cao Niên Vùng Vịnh Cửu Kim Sơn, Hội Diên Hồng Thời Đại Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Là Hội Phụ Nữ Stockton. Hoàng Sa! Việt Nam! Hoàng Sa! Việt Nam! Hoàng hô các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đấu tranh bảo vệ Hoàng Sa! Hoàng hô! Thưa quý vị, sau khi biểu tình tại Tòa Tổng lãnh sự Trung Cộng tại thành phố San Francisco khoảng một tiếng đồng hồ để lên án Trung Cộng đã xâm chiếm Hoàng Sa, đoàn biểu tình đã tuần hành đến Tổng lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam tại thành phố San Francisco cách đó khoảng nửa tiếng đồng hồ đi bộ để tiếp tục lên án Cộng sản Việt Nam đã dâng hiến Hoàng Sa và Trường Sa qua công hàm của Phạm Văn Đồng năm 1958. Mời quý vị theo dõi phóng sự tiếp theo. Chúng tôi là những người Việt tị nạn cộng sản nhưng mà chúng tôi vẫn hướng lòng về Việt Nam và cùng một lòng với những người ở trong nước đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa. Chúng tôi muốn nói lên cho tất cả đồng bào, quốc nội cũng như hải ngoại, nhất là giới trẻ. Chúng ta hãy nhớ, đừng quên 1.000 năm đô hộ của giặc Tàu, nhất là Tàu Cộng đã chiếm, đã muốn thôn tính của nước ta lần nữa. Vì thế nên tất cả giới trẻ hãy đứng dậy. Chúng ta không sợ thì chúng ta sẽ làm được. Cái hành động của chúng ta hôm nay đã chứng tỏ cho dân tộc Việt Nam biết là chúng ta đang sinh sống tại hải ngoại, nhưng mà chúng ta vẫn cùng lòng nhất trí với họ để bảo vệ đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì bởi vậy chúng tôi cũng mong rằng quý vị có thời gian sẽ ra tham gia chung với chúng tôi mỗi lần có những cuộc biểu tình như vậy, là thật là đáng quý. Tại cái tinh thần của quý vị sẽ bất diệt cho con cháu sau này, chúng ta sẽ theo dõi. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, phải trả lại cho Việt Nam, đánh đuổi Trung Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam. Red China back off Vietnam. Thưa quý vị, đòi lại Hoàng Sa cũng như Trường Sa là bổn phận của mọi người con dân Việt Nam. Từ quốc nội cũng như hải ngoại, chúng ta hàng năm cần phải tổ chức những cuộc biểu tình để nhắc nhở con em chúng ta, các thế hệ mai sau biết rằng chúng ta cần phải đòi lại Hoàng Sa cho đến khi nào được thì thôi. Mỹ Lợi tường trình từ San Francisco xin thân ái kính chào quý vị.